Bài giảng ngày 1 tháng 11 năm 2007. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Đây bây giờ thầy nói như thế này. À, cô Diệu Quang hoặc thầy già mấy con tu tập đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô để đuổi bệnh chứ gì. Mà mấy con có nhiệt tâm đuổi bệnh không? Hay là mấy con tu tập kiểu này lấy có? Cũng nói đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. Rồi đưa tay ra, ở trong đầu mới nghĩ bệnh là theo cánh tay ra. Nhưng mà không nhiệt tâm thì bệnh mấy con không hết. Còn nhiệt tâm, thật sự ra tôi biết rằng đưa cánh tay ra thì cái bệnh nhức đầu của tôi sẽ theo cánh tay này mà ra. Với cái nhiệt tâm của chúng tôi mong muốn thật tình cái bệnh này phải theo cánh tay mà ra. Thì trong khi mấy con đưa tay ra 5-10 lần như thế này, bên nay 5-10 lần, thì cái đầu của mấy con sẽ thấy giảm đi và không còn đau. Đó là cái nội lực nhiệt tâm của chúng ta. Mà cái người có nhiệt tâm thì phải có tính lực, cái lực của lòng tin. Còn bây giờ cũng đưa ra đưa vô về cho lấy có, thì cũng tác ý, cũng nhắc, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, đưa ra thì cũng nghĩ rằng bệnh ra vậy thôi, thì tôi cũng làm lấy có thôi, chứ thật cái nhiệt tâm mấy con không có, cho nên mấy con không đuổi được bệnh. Một cái pháp hay mà cần phải đầy đủ những cái lòng tin, cần phải có sự nhiệt tâm trên cái hành động đó thì cái bệnh của mình sẽ đi, chứ nó đâu có khó gì đâu. Đó là thầy nói với người tu chưa có đủ tướng thần túc. Còn mấy con cứ lo nhiếp tâm cho đừng có vọng tưởng thì mấy con sẽ lạc được. Mấy con sai. Bởi vì cái ý thức của mấy con rất quan trọng cho cuộc đời tu tập của mấy con. Mấy con tới mà người ta có tứ thần túc rồi, người ta muốn nhập các định nào thì cái ý thức nó ra lệnh chứ. Nó có nhiều cái ý thức nó không có mấy con? Nó có ngồi đây như cục đá không hay gọt cây chứ không? Không. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta là cái sức tu tập của ý thức. Cho nên tri kiến của chúng ta cần phải triển khai cho nó sự thông hiểu của nó. Nó cần phải thông hiểu những điều cần thiết của nó. Cho nên nó thông hiểu rồi, bây giờ nó muốn cái gì là nó muốn đúng cái thiện pháp, chứ nó không có muốn sai, nó không muốn theo dục lạc của nó. Cho nên nó muốn phải làm chủ được thân tâm nó bằng cách này, bằng cách khác. Đó là cách thức của nó. À, cho nên trong cái vấn đề mà tu học thì phải có sự nhiệt tâm của nó. Không tu thôi, mà hễ bước chân mà nói rằng bây giờ này là giờ tu, thì mỗi bước đi, mỗi hành động của hơi thở của cái con hít ra vô, mỗi cánh tay đưa ra đưa vô, đưa lên đưa xuống như thế này đều là nhiệt tâm từng hành động, thì thầy tin rằng cái kết quả của mấy con tu ít mà kết quả nhiều. Còn mấy con tu không có nhiệt tâm, mấy con tu lấy có, tu cho hết giờ, tu nhiều, tu lúc nào giờ nào cũng thấy tu, nhưng mà sự thật chất lượng không có, đó là tu sai. Mà không hỏi, không hiểu biết cái pháp tu được, phải hỏi cặn kẽ, kỹ lưỡng. Cũng như bây giờ về cái giới luật đức hạnh, không hiểu cặn kẽ. Bây giờ thí dụ như thầy đưa ra một cái bài mà bác buộc các con phải phân đoạn và đáp án từng cái đoạn của nó là một cái đức hạnh gì. Mà khi mấy con làm được như vậy rồi á, thì cái sự hiểu biết của các con rất là thông suốt. Rất là thông suốt. Do cái sự thông suốt đó, nó làm cho mấy con xả được cái tâm của mấy con. Cho nên thường thường thầy gửi mấy con những cái bài về đây để cho mấy con học tu. Và đồng thời thầy sợ mấy con phân đoạn sai. Bởi vì cái phân đoạn đó nó có nhiều đoạn, nó có nhiều đoạn ở trong cái bài. Nó biết kết hợp lại cái đức này với cái đức này, nó trở thành một cái đức, nó kết hợp lại. Và nó biết chia ra, nó thấy hai cái đức này không thể kết hợp được thì nó chia ra. Cho nên nó phải khéo léo, phải sáng suốt nhận định được cái tri kiến của chúng ta mà. Người ta gọi là trí tuệ chứ không phải. Cái tri kiến hiểu biết của chúng ta nó làm việc như vậy, càng ngày càng làm việc như vậy, nó sẽ càng phân ra được những cái đoạn xác định đúng cái đức của nó. Và cái tên để mà đặt cho cái câu, cái đoạn đó thành ra cái đức đúng là chúng ta đã nhìn thấy cái đoạn này nó nói về cái hành động đạo đức gì ha, hoặc là thiếu đạo đức gì. Đó là cách thức để mà triển khai cái tri kiến của chúng ta mấy con, cái sự hiểu biết. Cho nên chúng ta tập trung học tập như vậy để làm gì? Để chúng ta thông suốt những cái điều chúng ta cần, cái điều mà đạo đức, cái điều mà giới luật và để mà chúng ta hiểu biết để làm gì. Cái mục đích nó để chúng ta xả cái tâm của chúng ta. Thì như vậy rõ ràng cái xả tâm, bây giờ xả tâm mà mấy con giữ được cái tâm bất động, thanh tịnh, an lạc vô sự, đó là cái chân lý. Như hồi nãy cái dường như là cái bài của cô Diệu Quang có nói,
cái tâm bất động của mình thanh thản là kêu sự là cái chân lý. Mà cái chân lý đó được bảo vệ nó như vậy, nó sống với chúng ta luôn luôn như vậy, thì đó là chúng ta đã thành tựu, đã chứng đạo rồi đó mấy con. Nghĩa là thầy chưa nói tứ thần tốt đâu. Nghĩa là trong khi cái tâm mấy con mà thanh thản an lạc vô sự bất động trước cả pháp các cảm thọ như vậy rồi, mấy con đạt được cái chỗ này rồi, thì cái chỗ đó là chứng đạo vô lậu rồi. Tức là mấy con tu cái định vô lậu, dùng cái tri kiến quán xét mà xả được cái ác pháp tâm bất động rồi. Thì cái trạng thái mà thanh thản này á, từ đó chúng ta mới luyện thần túc, để mà chúng ta có thêm những cái nội lực của tâm chúng ta, để mà chúng ta nhập các định, thực hiện tam minh. Các con thấy rất tuyệt vời. Một cái đôi mắt bình thường, các con đừng có nghĩ rằng người ta có tam minh, thiên nhãn minh là người ta dùng cái đôi mắt tuệ, người ta nhìn vũ trụ, không phải. Nó cũng cái đôi mắt này mấy con. Nhưng mà hiện giờ cái đôi mắt của mấy con mà nhìn thấy á, là mấy con đang hoạt động ở trên cái ý thức của mấy con. Cái ý thức của mấy con, trên sáu thức của mấy con. Thì trong mắt của mấy con nó có là nhãn thức. Cái nhãn thức của mấy con, cái biết của nhãn thức, nhìn cái cây đó biết cái cây đó là cây gì, nhìn cái bàn này nó như thế nào, nó dài ngắn vuông méo như thế nào, nhìn cái màu sắc này nó là màu gì, mấy con biết phân biệt được. Thì đó là cái nhãn thức của mấy con. Cái nhãn thức của mấy con. Còn cũng đôi mắt này mà nó không dùng cái nhãn thức này nữa, nó không nhìn cái gần nữa, mà nó nhìn cái vũ trụ, nó nhìn cách vách mà nó thấy được bên kia, nó nhìn xa hơn cách bao nhiêu ngàn triệu vạn cây số, nó vẫn thấy biết như nó thấy những vật trước mặt nó. Nó cũng bằng đôi mắt này nó thấy, nhưng mà nó không hoạt động qua cái nhãn thức bình thường này, mà nó hoạt động qua một cái nhóm tế bào khác ở trong cái đầu của nó. Thì cũng đôi mắt này mà nó nhìn suốt, nó cũng nhìn như mọi vật vậy, nhưng mà tất cả mọi vật không ngăn cách. Bây giờ tâm ruột các con nghĩ như thế nào, thì cái người mà người ta có được cái nhãn thức đó, người ta nhìn thấy suốt được tâm ruột mấy con đang muốn nghĩ cái gì. Thì với cái thân này là cái không gian, với cái thân khác là cái không gian, cho nên không gian không còn ngăn cách được với cái thiên nhãn của nó. Đó thì các con thấy, khi mà tâm mình bất động được rồi thì mới luyện được cái này, còn tâm mình chưa bất động thì mình không bao giờ mình luyện được cái này. Tại sao vậy? Tại vì tâm mình còn tham sân si thì mình không thể luyện được. Cho nên giới luật rất quan trọng con đường tu tập. Cho nên Đức Phật nói giới định tuệ, giới luật xong rồi mới tu thiền định, thiền định rồi thì mới có trí tuệ tam minh. Các con hiểu điều đó, chứ không thể nào mà ngay vô đây mà cứ lo mà ngồi tu thiền rồi. Thì không thể tu thiền được, đi sai mấy con, tu sai. Cho nên ở đây cần thiết thầy mở lại những cái lớp học. Tại vì sau một cái thời gian thầy thấy con người không phải là con người muốn tu thì thật sự muốn tu, nhưng mà đạo đức thì không có người nào mà biết đạo đức. Giới luật thì người nào cũng phạm hết. Thậm chí như mấy con thấy thầy mở tu viện chân nhất cho mọi người về đây tu tập, nhưng mà vào dạy họ cách thức họ bác quan trai tu bốn pháp: định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở và định sáng suốt. Thì mấy con thấy đó là dạy chung chung thôi, chứ thật ra thì nó chưa phải đi chuyên môn. Mà nếu mà nói về định vô lậu, thì vô lậu thì mấy con nghĩ như thế nào, mấy con biết vô lậu chưa? Đưa ra giới luật thì mấy con không biết gì hết. Bảo phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, đừng nói chuyện, để giữ gìn. Thì lúc bây giờ thì mấy con lại nói chuyện. Hầu hết tu tập như vậy làm sao đi vào con đường đúng được của đạo Phật mấy con. Cho nên không phòng hộ được. Các con thấy nè, ăn ngủ độc cư. Ngủ ăn thì mới có ăn ngày một bữa được rồi, nhưng mà còn có nhiều người vi phạm chứ chưa hẳn đã là hoàn toàn hết được. Rồi tới ngủ, mấy con cứ gục lên gục xuống như thế này làm sao mà tăng giờ lên nổi. Từ cho 10 giờ 7 giờ tối cho đến 10 giờ đi ngủ, rồi 2 giờ thức dậy mà không trần thị miên không hết, thì thử hỏi bây giờ tăng lên, bây giờ thức suốt đêm mấy con làm nổi không? Nếu mà cho thức suốt đêm như vậy, suốt ngày như vậy, thì cao lắm thì chừng 3-4 bữa mấy con chỉ còn có kéo đi nhà thương nằm thôi, chứ còn không cách nào khác nữa. Thì mấy con thấy trong cái vấn đề đó đâu phải mà đơn giản được. Và vì vậy mấy con phải biết
khi nào mà chúng ta đã tâm bất động thì nó sẽ không còn buồn ngủ. Nghĩa là tâm bất động thanh tạng là vô sự, thì tham sân si mạng nghi đều nó ly hết rồi. Mà nó ly hết rồi thì con người chúng ta tỉnh bơ à, muốn ngủ thì nó ngồi nó bất động yên lặng là nó ngủ chứ gì. Nhưng mà mọi sự vật cuộc xảy ra đều biết hết, đâu có cái gì nó không nghe đâu, bởi vì nó tỉnh mà, chứ đâu phải là nó ngủ theo kiểu mê mờ đâu, kiểu mà như bây giờ mấy con còn mê mờ còn vô minh. Cho nên mỗi mỗi điều là bị làm tâm mấy con chướng ngại, mỗi mỗi điều là mấy con bị hôn trầm thì miên. Cho nên vì vậy lúc này mấy con phải tu tập như thế nào cho đúng để phá tâm.